Rạng sáng ngày 12 tháng 3, cô gái đang ngồi trong quán nước đối diện bến xe liên tỉnh Đắk Lắk bất ngờ lao ra chặn xe đầu kéo chở bồn xi măng đang chạy trên đường Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột. Tài xế xe tải cố tình né qua để chạy đi, nhưng cô gái vẫn chạy phía trước đầu xe để chặn, buộc tài xế phải dừng lại. Sau đó, cô gái leo lên nóc xe cố thủ, ném dép, áo khoác xuống phía dưới. Cô gái này cầm trên tay cây kéo, nên nhiều người không dám tiếp cận để đưa xuống, nên gọi cảnh sát. Sau đó, hai chiến sĩ công an phường Tân An đã đến khuyên giải nhưng bất thành. Lúc sau, hai chiến sĩ công an cùng người dân đã leo lên nóc xe. Khi cô gái vừa quay lưng thì một chiến sĩ công an đã nhanh chóng lao vào, khống chế được cô gái. Tiếp đó, mọi người cùng nhau đưa cô gái xuống đất an toàn. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về pholoa.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.